con nhắc ông kêu đây là ra đã chuẩn nữa không, cái mặt chiều cao thăng bằng ông cầm cái này ông đặt lên trên gạch con rồi ông rồi ông thả lên nó bằng nhau lỗ bằng nhau cứ vững vàng mỏng như thế là được nhưng mà đừng có đai. Đây nó mấy mét? 28. Ông bỏ cái xoài cho con nhé. Cứ cái này tôi cắt sát rồi đấy.